xin chào mọi người, iOS 17.5 beta 1 đã được ra mắt một tuần rồi. tuy đây cũng chỉ là một bản cập nhật iOS nhỏ trước thêm là iOS 18 beta chuẩn bị được tung ra thôi. nhưng mà ở cái bản 17.5 này cũng có một số tính năng cập nhật khá hay mà mình nghĩ là mình nên chia sẻ với anh em trong video ngày hôm nay mình cũng đã dùng một chiếc iPhone 14 Pro Max để mà cài đặt và dùng thử iOS 17.5 beta 1 và tới giờ ấy thì mình thấy khá là hài lòng với bản iOS beta này nhất là về cái thời lượng sử dụng pin mình cũng có dùng một số tác vụ để mà xem thời lượng pin ở cái bản iOS 17.5 beta này nó như thế nào và kết quả nhận lại khá tốt à, ngay sau khi mà cập nhật iOS ấy thì mình làm luôn một game liên quân luôn dài khoảng tầm là 10 phút thì cái thời lượng pin ấy nó chỉ tụt từ 59% xuống khoảng tầm là 57% mà thôi mà nếu mà theo cái tỷ lệ phần trăm pin như thế này thì anh em có thể là chơi liên quân tới gần 500 phút tức là khoảng 8 tiếng liên tục ấy sau đó thì mình cũng có thử bật một video YouTube tú ở một chế độ là 4k và để mà điện thoại chạy liền trong vòng 30 phút liên tục thì cái mức pin là tụt thêm ấy nó cũng chỉ khoảng tầm là 2% tức là từ 57% xuống còn là 55% mà thôi có vẻ như là mấy cái tác vụ này nó có nhẹ nhàng quá nên là mình cũng đã thử tác vụ nặng lề hơn là quay video 4k 60fps liên tục trong khoảng 30 phút thì lúc này thì mới thấy rằng là cái pin ấy nó tụt thực sự là nhiều khi mà mất tới là 15% pin trong khoảng 30 phút này máy thì cũng có nóng lên nhưng mà nóng lên ở đây cũng gọi là bình thường chứ không phải là nóng bất thường hay là quá tải nhiệt và sau đó thì mình cũng dùng thêm một số tác vụ linh tinh thì có mất thêm một phần trăm pin nữa rồi để máy ở chế độ chờ từ 6 giờ tối hôm trước tới 9 giờ sáng hôm sau thì nó mất thêm một đầu là 6 phần trăm pin cho 15 tiếng thời gian chờ như thế và tất nhiên thì máy của mình nó bật là cái chế độ là over display thì theo mình thấy là hiện tại là cái bản OS 17.5 beta 1 này nó đang cho ra một thời lượng pin tốt và ổn định ít nhất là trên con iPhone 14 của Max mà mình đã test mà thông tin luôn ấy thì đây là một chiếc trong những số những chiếc mà iPhone 14 Pro Max cũ mà bên mình đang bán ra. Lô này thì toàn những chiếc máy ngon với nhiều máy pin từ 95 đến 98% và mức giá của 14 Pro Max cũ này thì cũng đang khá là tốt nữa. Anh em có thể là tham khảo tại website của Clickbuy nhé. nhá. Còn quay lại thì với iOS 17.5 beta thì ngoài thời lượng pin ra còn một vài tính năng đáng chú ý khác. Đầu tiên đáng chú ý đó chính là web distribution hay còn gọi là phân phối web. Cụ thể thì cái này nó sẽ cho phép các nhà phân phối ứng dụng iOS cho người dùng EU từ trực tiếp trang web của họ. Hay dễ hiểu hơn là anh em có thể là lên web của một nhà phân phối game hoặc là ứng dụng nào đó để tải thẳng app iOS về, chứ không nhất thiết là phải lên App Store nữa. Như thế thì nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều cho người dùng cũng như là các nhà phân phối. Và điều mà EU hướng tới cũng giống như là cái vụ mà việc cổng tai C si trên iPhone vậy. Tuy nhiên thì Apple vẫn có yêu cầu của họ khi mà các tính năng phân phối web này nó chỉ dành cho các cơ sở phát triển lớn có trụ sở tại EU và đáp ứng được các điều chí như là à, đầu tiên đó chính là là thành viên của chương trình nhà phát triển Apple trong vòng 2 năm liên tiếp và có ứng dụng được đặt hơn một triệu lượt cài đặt hàng năm trên iOS tại EU à, trong cái năm dương lịch đó. Thế mới thấy là muốn động vào miếng bánh của Apple ấy, nó không hề dễ bởi vì là với hai cái yêu cầu như trên thì cũng rất ít nhà phân phối có thể đáp ứng được. Mà đặc biệt thì đây mới là thị trường EU thôi chứ không phải là các thị trường khác. Chưa biết là bao giờ với lại thì cũng không hề để mà dễ dàng tải các ứng dụng bên ngoài như là Android đâu. Nên là cái việc mà bảo mật đấy thì anh em cứ yên tâm thôi. Còn ở thị trường Việt Nam thì bao giờ mới có tính năng này á? Thì cũng chưa chắc đâu có thể là một hai năm nữa cũng có thể là ba đến bốn năm nữa bởi vì là nó còn phụ thuộc vào các nhà phân phối ở việt nam nữa tiếp theo đó chính là tiện ích postcard à, thì ứng dụng này ấy, nó không phải là anh em nào cũng sử dụng nên là nó sẽ không được uh, chú ý nhiều lắm nhưng mà cũng vẫn cần phải nhắc tới giờ đây khi mà anh em nghe postcard thì cái giao diện tổng thể nó sẽ đổi màu theo màu sắc postcard mà anh em đang nghe thì đây cũng chỉ là một thay đổi nhỏ về cái giao diện mà thôi tiếp theo thì sẽ là một cái mà anh em hay trốn vợ đi nhậu thì chắc là thích cái này lắm ấy chính là cái việc mà chống theo dõi không mong muốn với cái file mai hay còn gọi là ứng dụng tìm đấy à, với các phụ kiện theo dõi như là AirTag, Cụ thể thì file My trong tương lai nó sẽ được Apple phát triển để mà có thể là phát hiện những phụ kiện theo dõi từ AirTag hay là à, bất kỳ thiết bị định vị nào gần bạn kiểu như là một con chip GPS đấy. Tất nhiên thì trên iOS 17.5 ấy chủ yếu là giới thiệu về tính năng này thôi chứ chưa có thể là sử dụng được luôn. Bởi vì là dù sao thì nó vẫn đang trong cái quá trình phát triển của Apple và cần thử nghiệm thêm cho tới lúc mà hoạt động được một mật mà à, Apple thì lúc nào cũng phải là chắc chắn trong từng bước đi như thế thì mới dám gọi là à, công bố cho mọi người được. Còn hỏi là iOS 17.5 nó có lỗi gì không ấy thì hiện tại là nói thật mình chưa gặp lỗi gì cả có những người thì phản hồi là ở trong cái phần pin phần tối ưu sạc uh, pin ấy thì nó sẽ hiện lên luôn các dòng mã chứ không hiện như là thông thường cái này thì nó cũng chỉ là lỗi hiển thị thôi Nhưng mà trên chiếc 14 của Max này của mình ấy Thì nó không thấy bị à, Nói chung thì iOS 17.5 beta này Nó cũng không có nhiều tính năng mới Hoặc là cập nhật là quá lớn nào đó đâu Mà chủ yếu là giới thiệu về các tính năng Có thể có trong cái phiên bản 17.5 chính thức mà thôi à, Cái mình thấy ổn nhất ấy Thì cho tới hiện tại Đó chính là về cái phần nhiệt độ Và thời lượng pin của máy Nó đang rất là ổn Thế nên thì anh em nào mà đang gặp hai vấn đề này ở iOS 17.4.1 thì có thể là cân nhắc lên thử beta xem sao. Tất nhiên thì vẫn phải đăng ký cái beta develop nhưng mà cái này nó nhanh thôi, mất khoảng tầm là 2 phút là xong. Còn anh em nào mà đang ổn định với 17.4 hoặc là 17.4.1 rồi thì thôi cứ ở yên đó chờ cái bản chính thức rồi lên cũng được Còn giờ thì anh em cũng xem hết video rồi Cảm ơn anh em đã xem video à, Khi nào mà lên OS 17.5 chính thức rồi thì mình sẽ làm một video nữa Cảm ơn anh em đã lắng nghe Tạm biệt anh em